Bây giờ chúng ta sẽ đến điểm thứ tư. Trên thực tế, mô hình kinh doanh chỉ là một số giả thuyết và chúng ta sẽ làm việc trên cơ sở các giả thuyết. Điều đó có nghĩa là nhóm, lúc đầu ta làm việc trên cơ sở các giả thuyết giống như một kế hoạch kinh doanh. Nhưng khác với kế hoạch kinh doanh, chúng ta chắc chắn là các giả thuyết sẽ được xác nhận và chúng ta sẽ áp dụng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở những giả thuyết đó. Ở đây, chúng ta cũng dựa trên mô hình kinh doanh, chúng ta cũng đang giả định, được chứ? Chúng ta chỉ lấy chỗ này, chúng ta dùng khối này, mặc dù chúng ta có một lượng thông tin nhất định đến thị trường. Nếu như chúng ta đã tổ chức khảo sát dư luận, nếu chúng ta đã đi gặp khách hàng, nếu chúng ta đã nói chuyện, tất cả những gì còn lại là chỉ dẫn và giả thuyết. Vì vậy, trên thực tế, để đảm bảo rằng những giả thuyết được xác thực, bạn phải ra ngoài. Đó là những điều cần tính đến khi bạn ở trong các tập đoàn lớn hoặc các công ty truyền thống, những nơi mà bạn có các công ty tư vấn. Nó có xu hướng thay đổi bởi vì các công ty tư vấn đã ở đó để xác nhận một số giả định trong tập đoàn. Bây giờ, thực sự, bạn phải đồng điệu hơn với những gì đang diễn ra bên ngoài và có tầm nhìn mang tính năng động hơn một chút về mọi thứ. Trên thực tế, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Bạn phải ra ngoài và thực sự kiểm tra tất cả các giả định mà bạn đã xác định nội bộ với nhóm của mình. Ngay cả khi nhóm của bạn vẫn còn tiếp xúc với một phần còn lại. Mỗi giả thiết đã được xác định trong tất cả các khối của mô hình kinh doanh phải được xác nhận ngoài thị trường. Và điều này được gọi là quá trình phát triển khách hàng. Bạn có đồng ý với tôi điều này? Vậy, bạn sẽ thực hiện một hệ thống lặp đi lặp lại liên tiếp. Và trong quá trình này, bạn sẽ có hai giai đoạn khác nhau. Bạn có giai đoạn nghiên cứu, và cuối cùng, bạn sẽ có cái được gọi là khám phá khách hàng. Bạn sẽ đi xa hơn trong phân tích khối đầu tiên. Và một khi bạn đã xác nhận được bởi khách hàng, tôi sẽ nói, từ những giả định của bạn, bạn có thể tạo ra và thành lập một công ty của bạn. Thành lập công ty. Một công ty là một cơ sở pháp lý cho phép bạn xuất được hóa đơn. Tại vườn ươm, tôi đang ở Incoop Alliance. Chúng tôi được khuyên nên giữ chế độ theo dự án càng lâu càng tốt. Và cuối cùng, chỉ thành lập công ty khi cần thiết phải xuất hóa đơn. Bởi vì khi bạn thành lập công ty, bạn phải đăng ký nó, cho nên sẽ tốn tiền. Bạn có thuế, bạn có một số thứ, đồng ý không? Biết rằng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào các quốc gia. Nhưng thực tế, không nhất thiết phải thành lập công ty của bạn trước khi buộc phải phát hành hóa đơn đầu tiên cho khách hàng đầu tiên. Vì vậy, bạn có hai giai đoạn nghiên cứu và giai đoạn thực hiện. Trong giai đoạn nghiên cứu, chúng ta sẽ tìm cách xác nhận các giả định của mô hình kinh doanh. Khi chúng ta có thỏa thuận được với khách hàng, chúng ta sẽ đi vào giai đoạn thực hiện để tạo lập khách hàng này, để khách hàng này cuối cùng sẽ trở thành một thực thể để chúng ta dựa vào nhằm phát triển một số hoạt động cho phép cấu trúc hóa công ty của chúng ta. Tất cả chuyện đó bắt đầu với việc khám phá khách hàng. Đó là chúng ta kiểm tra từng giả thuyết. Chúng ta gặp khách hàng để hỏi, tôi có sản phẩm này, tôi có dịch vụ này, bạn có quan tâm không? Tôi có mô hình kinh doanh như vậy. Chẳng hạn, tôi đang nghiên cứu, tôi có thể kết nối, tôi có nền tảng thông tin, bạn còn muốn mua dịch vụ tư vấn không? Bạn có muốn mua một gói dịch vụ không? Vân vân và vân vân. Và trong lúc bạn liên tục đi qua đi lại giữa ý tưởng, mô hình kinh doanh và khách hàng của bạn, bạn sẽ thực hiện điều chỉnh, các thay đổi ít nhiều mạnh mẽ, và quá trình điều chỉnh này được gọi là quá trình xoay sở. Đó là bạn có thể chuyển đổi dịch vụ của bạn, bạn có thể thay đổi sản phẩm một chút, bạn có thể thay thế mô hình thu nhập một chút. Vì vậy, trên thực tế, bạn sẽ phải xoay sở, làm một pivot. Khi bạn đối đầu xong các yếu tố trong các khối khác nhau, bạn sẽ xét lại chúng. Và sau khi bạn đã xác thực được tất cả các giả định, cả quy trình phải được thực hiện một cách nhanh nhẹn.
Bạn đừng tự nhốt mình, và điều đó đôi khi phức tạp. Tôi có một ý tưởng, tôi có một cuộc họp. Tôi sẽ làm như thể tôi có. Tôi đã cố gắng làm như thế. Hãy lắng nghe. Hãy thành một miếng bọt biển. Và đó là ở cấp độ, tôi sẽ nói ở cấp độ cá nhân, điều đó là quan trọng. Một mặt, chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta có một ý tưởng đúng đắn. Trên thực tế, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận sự bất bình của những người khác để có thể sửa đổi và có khả năng điều chỉnh ý tưởng của mình theo yêu cầu của từng khách hàng. Vì vậy, bạn sẽ thành lập một nhóm. Thông thường, lúc đầu đội ngũ này sẽ quản lý startup. Một khi đã cấu trúc hóa được ý tưởng và tổ chức ý tưởng đó, thì chúng ta sẽ phải đi gặp khách hàng. Chúng ta sẽ phải đi ra ngoài. Chúng ta sẽ phải đi kiểm tra những giả thuyết này. Điều đó có nghĩa là các giả định mà chúng ta đã viết bằng mực đỏ trên khung mô hình kinh doanh của chúng ta sẽ được chuyển sang màu xanh. Chúng ta sẽ dần dần xác nhận tất cả các giả định đó. Khi tất cả các giả thuyết đã được xác thực trong 9 khối, tức là đã vẽ bằng màu xanh lá cây. Điều đó có nghĩa là đôi khi chúng ta sẽ phải xoay sở, chúng ta đã phải thích nghi. Đôi khi chúng ta sẽ phải biến đổi các hoạt động. Đôi khi chúng ta sẽ phải thay đổi người. Có những người nói, không, tôi không còn hứng thú như thế nữa. Vì vậy, chúng ta phải thay người. Nó sẽ là điều cần thiết để thích ứng dịch vụ của mình. Vì vậy, chúng ta xoay sở mọi thứ để kiểm tra mô hình kinh doanh của chúng ta hoạt động như thế nào. Và cách tốt nhất để chứng minh rằng mô hình kinh doanh có khả năng hoạt động, nói chung là thiết lập được cái gọi là sản phẩm khả thi tối thiểu, MVP, để chứng minh rằng đó là thứ mà bạn có thể bán ra. Như thế, bạn có thể chứng minh thực tế rằng giá trị cung cấp do bạn quảng cáo có thể được mua, được chứ? Và bạn có thể biến giá trị này thành đồng tiền. Bạn có một ý tưởng có thể rất hay, nhưng không có thị trường. Bạn cung cấp một giá trị gia tăng, nếu không có ai mua của bạn, nó cũng không có giá trị gì cả. Trong thực tế, việc bán hàng là cụ thể hóa giá trị gia tăng này, cũng như việc có một khách hàng muốn mua giá trị gia tăng mà bạn cung cấp. Thật khó phải không? Vâng, thật khó vì đôi khi bạn có những ý tưởng tuyệt vời. Đôi khi có một giá trị gia tăng rất tốt, nhưng nó được chia sẻ và mọi người không muốn mua nó. Một lần nữa, điều này không có nghĩa là ý tưởng và giá trị gia tăng là không tốt. Nó có nghĩa là thị trường không chấp nhận nó. Đây là cách mọi thứ hoạt động. Chúng ta có thể hối tiếc, nhưng đó là luật chơi. Thôi, chúng ta sẽ không nói thêm. Sản phẩm khả thi tối thiểu, bằng tiếng Anh là Minimum Viable Product, sản phẩm khả thi tối thiểu, là một thứ mà bạn cần tạo ra và nó sẽ cho thấy sự tiến bộ của sản phẩm của bạn theo thời gian. Và trên thực tế, bạn phải luôn luôn có khả năng bán một cái gì đó để đảm bảo tính liên tục của các hoạt động của bạn. Cuối cùng, tất cả các quá trình mà tôi đã mô tả cho bạn, bạn đã lặp đi lặp lại. Bạn đã xem xét các khối thành tố của bạn. Bạn đã xem xét lại sản phẩm của bạn. Bạn đã xác định được một sản phẩm khả thi tối thiểu. Toàn bộ quá trình này được gọi là quá trình xoay sở. Điều đó có nghĩa là bạn đã xoay quanh các khối thành tố khác nhau để chứng minh cho bản thân mình là chắc chắn bạn có thể bán được sản phẩm. Bởi vì nó là một dấu hiệu của sự thành công của bạn. Nó là một nhận thức. Và với những người khác nữa, những người đi cùng bạn, những người đã đầu tư cho bạn một số tiền để giúp bạn, và những người tin tưởng vào bạn, và cả gia đình bạn nữa. Bởi vì chúng ta chưa nói về điều đó, nhưng có sự ủng hộ của gia đình mình là một điều rất quan trọng, bởi vì bạn sẽ phải thực sự lao vào một tình trạng không chắc chắn, yêu cầu bạn phải chịu đựng và quản lý. Cho nên khi xoay sở, bạn sẽ phải đối phó với những điều không chắc chắn. Một lần nữa, tôi thực sự muốn bạn biết rõ điều đó. Ở đây, mục đích của những video này là giúp bạn nhận thức những điều đó. Bạn sẽ vào một thế giới nơi mà bạn phải tin chắc rằng ý tưởng của bạn là đúng, đồng thời cũng phải hoàn toàn thoải mái trong một môi trường là không chắc chắn, có thể thay đổi, và bạn phải biết lắng nghe mọi người để thích nghi. Điều đó không dễ dàng, bởi vì nó đòi hỏi bạn phải rất tự tin.
Sau cùng, bạn phải đủ cởi mở và có khả năng làm việc trong một môi trường không ổn định, trong khi vẫn phải giữ mục tiêu trong tầm nhìn để có thể đến đích. Vì vậy, một khi bạn đã được bằng chứng thực tế, rất hoan nghênh bạn. Bạn đã vượt qua được một bước ngoặt mới, bạn vẫn còn tồn tại. Điều đó trông như chẳng có gì quan trọng lắm. Nhưng nếu hoạt động sau 3 năm, 4 năm mà bạn vẫn sống, bởi vì bạn đã vượt qua một thử thách, thì điều đó là quan trọng. Điều đó quan trọng bởi vì do chính bạn, bởi vì đó là do đội của bạn, vì đó là một cuộc đánh cược. Quan trọng nhất là nó cho phép bạn đi sang một giai đoạn tiếp theo, bởi vì bạn đã thực sự kết thúc quá trình nghiên cứu. Và bây giờ bạn sẽ sang điểm thứ 5, được chứ?